Thanh Thông xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2021 nhằm ngày 10 tháng 12 năm Tân Sửu tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Bầu cử cấp tỉnh ở Venezuela. Đối lập thắng tại một căn cứ địa của chính quyền. Bà An San bị kết án thêm 4 năm tù. CBP giải cứu 25 di dân trong thùng xe tải giữa thời tiết giá lạnh. Tại Đồng Nai, hai vợ chồng bị bắt giam khi đang trên sóng livestream nói về chế độ Cộng sản. Tình thất bồng lai bị ghép thêm sai phạm và một số tình đáng chối khác. Sau đó là các mục ý kiến của đồng mạng những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện việc, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lầu trong ngày cùng với Thanh Tâm. mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin thời sự quốc tế cuộc bầu cử tỉnh trưởng tỉnh Barinas Venezuela diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2022 phân thắng thuộc về đối lập theo giới quan sát chính quyền Maduro đã thất bại tại nơi được coi là căn cứ địa của gia đình cố tổng thống Hugo Chavez nơi những người trung thành với ông Chavez liên tục kiểm soát từ năm 1988 theo AFP chính trị gia đối lập Sergio Garrido một dân biểu địa phương, người gần như không được biết đến trước đó ít tuần, đã giành thắng lợi với đa số áp đảo 55.36%. Kết quả đã được Ủy ban Bầu cử Quốc gia CNE công bố tối hôm qua. Ứng cử viên của chính quyền ông George Aria nhận được 41.27% phiếu bầu. Chính quyền Maduro đã đưa một nhân vật nặng ký đến ứng cử tỉnh trưởng với hy vọng giành chiến thắng. Ứng viên George Arazi, vốn là cựu phó tổng thống Venezuela, và cựu ngoại trưởng. Tối hôm qua, ứng viên của đảng cầm quyền đã thừa nhận thất bại. Bầu cử tại tỉnh Barinas đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2021 cùng với các cuộc bầu cử lãnh đạo của 23 tỉnh. Nhưng kết quả bỏ phiếu của riêng tỉnh này không được công nhận. Trong cuộc bỏ phiếu nói trên, đảng cầm quyền đã giành thắng lợi tại 19 trên 23 tỉnh và thủ đô Caracas. Cuộc bỏ phiếu tại Barinas đã được tổ chức lại Tỉnh Barinas là một khu vực chiến lược với nhiều tài nguyên khoáng sản giàu mỏ, nằm sát biên giới với Colombia, nơi hoành hành cổ nạn buôn lậu ma túy và địa bàn hoạt động của một số nhóm nổi dậy vũ trang. Có khoảng 25.000 nhân viên an ninh, trong đó có 15.000 quân nhân đã được huy động để bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử, với hơn 600.000 cử tri được kêu gọi tham gia. Trước cuộc bỏ phiếu, ông Felix J. giám đốc viện Dalfos, nhận định chính quyền đã làm tất cả để giành thắng lợi tại Barinas. Trong bối cảnh đối lập đang vận động tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhằm phế trước Tổng thống Nicolas Maduro, theo giám đốc viện Delfos, chính quyền lo sợ thất bại bởi điều này nếu xảy ra sẽ cho thấy chế độ Chivas không chỉ là toàn năng. AFP ghi nhận việc đối lập có thể nhân chiến thắng lịch sử này thúc đại tổ chức trưng cầu dân ý. Tiếp theo, tin thế giới, bà Aung San Nhà lãnh đạo dân sự bị lật đổ của Miến Điện bị kết án 4 năm tù giam trong đợt phán quyết lần 2 vào ngày thứ Hai 10 tháng Giêng, theo CNN. Bản án hôm thứ Hai kết án bà Suki Vi như tội danh, gồm tội sở hữu máy bộ đàm nhập cản không giấy phép vi phạm luật truyền thông và vi phạm các quy tắc phòng chống dịch cấm tàu, theo một nguồn tin am hiểu về thủ tục tòa án cho biết. Bà Suki, 76 tuổi, đảm nhiệm vai trò cố vấn nhà nước kiêm nhà lãnh đạo không chính thức của Miến Điện, bị quân đội lật đổ và giam giữ trong cuộc đảo chính cách đây 11 tháng sau đó bà phải nhận mức án tối đa hơn 100 năm tù vì hơn 10 tội hình sự, bao gồm các tội về tham nhũng, vi phạm các hạn chế đại dịch cống tàu trong chiến dịch bầu cử năm 2020, kích động bạo lực, nhập cản cũng như sở hữu trái phép bộ máy bộ đàm và vi phạm một luật có từ thời thuộc địa. Bà Suki bác bỏ tất cả các cáo buộc này và phe ủng hộ bà nói rằng những cáo buộc nêu trên chỉ nhằm mục đích chính trị. Vào ngày 7 tháng 12, phiên tòa đầu tiên có thủ đô Naypyidaw Ban đầu tuyên án bà Suki 4 năm tù vì tội kích động bạo lực và 2 năm vì vi phạm các nguyên tắc chống dịch trong thời gian vận động tranh cử. Tuy nhiên sau đó, quân đội quyết định giảm mức án 4 năm tội kích động xuống còn 2 năm. Quân đội cũng giảm một nửa bản án 4 năm tù đối với ông Win Min, tổng thống bị phế trước của Miến Điện. Chính quyền quân vị Miến Điện luôn tìm cách hạn chế tiết lộ thông tin về những phiên tòa này. Hồi tháng 10 thậm chí còn ra lệnh cấm những pháp lý của bà Suki nói chuyện với giới truyền thông. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, các nhân viên tuần tra biên giới CBP của Texas giải cứu 25 người di dân không giấy tờ ra khỏi một thùng xe tải bị khóa trái giữa thời tiết giá lạnh, theo CNN vào ngày Chủ nhật 9 tháng 12. Giới chức CBP tại Sierra Blanca, Texas tìm thấy những di dân này vào sáng thứ Tư, 4 tháng Giêng, với một số người đang khóc và run rẩy vì lạnh. Gần đây, cảnh sát biên giới đã vài lần giải cứu người di dân bị bỏ lại trong điều kiện nguy hiểm và cần được chăm sóc y tế khẩn cấp các tổ chức buôn người xuyên quốc gia không hề quan tâm đến sinh mạng con người, theo CBP. Cuộc điều tra đang diễn ra, quốc tịch của những người di dân điều trên và thông tin về nghi can buôn người vẫn chưa được công bố. Trước đó, hồi tháng 10 của năm 2021, nhân viên tuần tra biên giới từng giải cứu 75 người di dân từ Trung Mỹ và Mexico bị nhốt trong một chiếc xe tải được làm lạnh ở nhiệt độ 58 độ F. Vào tháng 7, 2017, hàng chục người di dân trái phép khác được tìm thấy trong một chiếc xe tải có nhiệt độ rất nóng ở San Antonio, và 10 người trong số đó không thể vượt qua được nhiệt độ khắc nghiệt đã bỏ mạng. ông Landon Hunchens, phát ngôn viên của CBS vùng West Texas, cho hay số lượng người di dân bị bỏ rơi trong tình trạng nguy hiểm đang ở mức báo động. Trong năm tại chính 2021, lực lượng tuần tra biên giới liên bang giải cứu 12.877 người di dân ở khu vực biên giới phía tây nam, nhiều hơn đáng kể so với con số khoảng 5.000 người trong những năm trước buôn lậu người xuyên quốc gia mang lại hàng tỷ đô la mỗi năm cho các tổ chức tội phạm. Số vụ bắt giữ di dân trái phép hàng tháng ở biên giới tăng vọt dưới thời tổng thống Joe Biden. Chính quyền Biden đang phải vật lộn để kiểm soát số lượng kỷ lục người di dân vượt biên sang Mỹ. Vừa rồi là phần tin thế giới, sau đây là tin quốc nội liên quan đến chính trị. Một cặp vợ chồng ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bị công an ập bắt đi khi người chồng còn đang phát trực tiếp bài nói chuyện của mình trên YouTube. Vào ngày 5 tháng 1, người theo dõi kênh YouTube nói rằng Ban thực TV có ông Nguyễn Thái Hưng bất ngờ chứng kiến cảnh ông này bị công an bắt khi đang theo dõi buổi phát hình trực tiếp do chính ông thực hiện. Khi đang nói chuyện về hiện thực của cuộc sống với chế độ cộng sản được khoảng 20 phút, ông Hưng nghe thấy tiếng cửa kính vỡ từ thì rời khỏi máy tính để đi xem. Ít giây sau, khu vực phòng của ông này xuất hiện một người mặc đồ cam của công ty điện lực hét lên, đứng im. Cùng lúc webcam cam bị lật úp xuống mặt bàn, Cùng bị bắt còn có vợ của ông Hưng là bà Vũ Thi Kim Hoàng. Bà Hoàng bị bắt giam để điều tra với cáo buộc tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước theo điều 331 Bộ luật hình sự. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Đồng Nai vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vụ bắt giữ ông Hưng. Theo gia đình thì lúc bắt người công an không thông báo tội danh cũng như cung cấp bất cứ giấy tờ gì. Đến khi được hỏi vì sao lại cả người vợ là bà Vũ Thị Kim Hoàng thì công an trả lời rằng chỉ đưa đi để điều tra vì bà Hoàng chứa chấp tội phạm. Tuy nhiên, hai ngày sau, khi gia đình đến trụ sở công an huyện Tân Phú Đồng Nai để tìm hiểu thêm thông tin, thì được cung cấp một tờ thông báo về việc tạm giữ. Trong đó cho biết, bà Hoàng bị bắt vi phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ngoài ra, theo như giấy thông báo, thì bà Hoàng bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện Long Thành, cũng thuộc tỉnh Đồng Nai. Về phía ông Nguyễn Thái Hưng, gia đình cho biết công an không cung cấp bất cứ thông tin gì, bởi lý do ông này không đăng ký thường trú ở địa phương. Người thân cũng cho biết là tỏ ra rất bối rối và hoang mang khi vợ của ông Hưng cũng bị bắt và khởi tố theo điều 331. Trong khi bản thân bà Hoàng không hề có phát ngôn nào trên mạng xã hội, hiện kênh YouTube nói bản thực TV của Nguyễn Thái Hưng có gần 40.000 người nhấn theo dõi được tạo lập từ tháng 1 của năm 2020 đã không còn hiện bất kỳ video nào. Còn trên tài khoản Facebook mang tên ông Hưng, bà đăng gần nhất đã vào tháng 7 năm ngoái nói về cái chết của quân nhân Trần Đức đồ vẫn liên quan đến chính trị, tỉnh Thất Bồng Lai bị cơ quan chức năng Long An đến kiểm tra những hạng mục xây dựng trong khuôn viên cơ sở thờ tự này. Mang báo người lao động loan tin vào ngày 10 tháng 1 dẫn nguồn từ Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa như vừa nêu. Trên đó, trên khu đất của tỉnh Thất Bồng Lai có một khu nhà ở đang được xây dựng và cơ quan chức năng cho là sai phép vì làm trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, đình chỉ thi công và cho biết đang xem xét hướng xử lý. Vụ việc tỉnh thất bồng lai đang thu hút quan tâm của nhiều người vì cho rằng có những khuất tức sau khi cơ quan chức năng cung cấp thông tin cho truyền thông rằng cơ sở này bị truy tố với 3 tội danh. Cụ thể, vào ngày 4 tháng 1 năm 2022, cơ quan công an tiến hành khám xét căn hộ tu tại gia của bà Cao Thị Cúc ở Long An, thường gọi là tỉnh thất bồng lai, sau khi đổi tên là Thiên Am bên bờ vũ trụ. Ngày sau đó, các tờ báo nhà nước đông loạt dẫn các nguồn tin giấu tên từ cơ quan điều tra nói ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai, bị khởi tố về 3 tội danh bao gồm loạn luân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Đến ngày 7 tháng 1, truyền thông nhà nước loan tin ông Lê Tùng Vân, thường được gọi là thầy ông nội và ba đệ tử là Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Chỉ bị khởi tố với tội danh duy nhất là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Chuyển sang tin thẩm nhũng, cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường thừa nhận sai phạm trong vụ nhập thuốc giả với tổng trị giá là 148 tỷ đồng. Ông Cường cũng nhờ gia đình nộp 1.8 tỷ đồng tiền khắc phục một phần hậu quả do hành vi không đình chỉ lưu hành thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gây ra. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vào ngày 1 tháng 10 tháng 1 như vừa nêu. Theo đó, trong quá trình điều tra, ông Cường không nhận sai phạm, nhưng sang giai đoạn truy tố ông thừa nhận đã không thực hiện đúng chức trách của người đứng đầu cục quản lý dược ông đã để cho cấp dưới có nhiều hành vi sai phạm trong việc tổ chức thẩm định hồ sơ kết luận biên bản đề cập đề nghị cấp số đăng ký thuốc Ông Cường bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 285 khoảng 2 Bộ luật hình sự năm 1999. Mức án cao nhất nếu bị tòa tuyên có tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng là 12 năm tù giam. Trong vụ này, viện kiểm sát xác định ông Trần Quốc Cường đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý toàn bộ hoạt động của nhóm thẩm định hồ sơ cấp số đăng ký thuốc, không phát hiện ra những sai phạm trong hồ sơ xin cấp số đăng ký các loại thuốc mang nhãn hiệu Health 2000 Canada. Ông Cường cũng không quyết định đình chỉ lưu hành thu hồi số thuốc đã cấp sai quy định. Ngoài ông Trần Quốc Cường, vì kiểm sát cũng đề nghị tiếp tục làm rõ dấu hiệu tổ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với cựu thứ trưởng y tế Cà Minh Quang. Tỉnh nhà công quyền đàn áp người dân tại Cần Tum bồi thường 40.000 đồng một mét vuông để giao đất cho FLC làm sân golf người dân kêu cứu. Tình chi tiết như sau: Hôm 9 tháng 1, người đồng bào Bana ở làng Con Rơ Quan, phường Thắng Lợi, thành phố Cần Tum đăng tải trên mạng xã lời kêu cứu trước việc đất canh tác nông nghiệp bị chính quyền cũng kiểm kê, cưỡng chế để giao cho doanh nghiệp sân golf. Khi mất đi kế sinh nhai, theo tìm hiểu của phóng viên, toàn bộ đất của người dân nằm trong diện quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã đất Qua do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư với tổng diện tích của dự án là 312 ha. Vì toàn bộ người dân sống phụ thuộc vào việc canh tác nông nghiệp trên khu đất này, nên trước việc chính quyền lập dự án và lấy toàn bộ đất với giá đền bù sẽ mặc chỉ hơn 40.000 đồng mỗi mét vuông đã khiến cho người dân lo lắng cho tương lai của mình. Theo người dân phản ánh, thì chính quyền đã tổ chức đối thoại và đưa ra thỏa thuận rằng sẽ cấp đất ở khu vực khác để người dân canh tác, nhưng người dân không tin. Một người dân khác ở thôn Grons Rowan cho hay họ cũng nói thỏa thuận với dân, nhưng mà họ nói miệng thôi. Cần tùm không có quỹ đất nào để cho người dân lao động sản xuất nữa. Nếu như giả sử mà lấy quỹ đất này rồi đổi đất cho người dân làm ở một nơi khác mà cái chỗ xa quá, 50, 40, 70 cây số thì làm sao dân làm? Mà trong khi đó, phương tiện y ạch của người dân lao động xe thì ca rịch cả tàn làm sao đi xa được? Cùng người dân giấu tên trên cho hay, ngoài ra cán bộ địa phương cũng đưa ra lời đe dọa rằng nếu người dân không giao đất thì sẽ bị cưỡng chế và mức trắng. Nó hợp dân, nó công bố rõ ràng lắm, nó kêu là ai không ký là nó cưỡng chế, sau này là mức trắng, chứ không có cái gì hết. Nhiều người sợ quá, họ sợ mất tài sản nên họ ký. Còn chúng tôi thì có ký cũng chết mà không ký cũng chết, thì giờ biết làm sao. Trước lời đe dọa trên thì đã có một số hộ dân sợ hại và giao đất, tuy nhiên vẫn còn khoảng 80 hộ dân chưa đồng ý. Do đó dẫn đến việc chính quyền tổ chức cưỡng chế vào ngày 9 tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, thì đình công tiếp diễn ngày thứ ba tại nhà máy giày Puchen ở Đồng Nai. Tình trạng công nhân đình công tiếp diễn sang ngày thứ ba vào ngày 10 tháng 1 tại một nhà máy ở Đồng Nai của tập đoàn Puchen, nhà sản xuất giày dép lớn nhất thế giới của Đài Loan, do công nhân không hài lòng với các khoản thưởng tết. Theo Taiwan News, 14.000 nhân viên của nhà máy đã đình công vào thứ Sáu 7 tháng 1 do quyết định cắt giảm tiền thưởng Tết của công ty Đài Loan. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Puchen Việt Nam thông báo rằng nhân viên phải làm đủ một năm mới được thưởng thêm một tháng lương tháng lương 13 và mức thưởng này tăng dần đến 1.54 tháng lương tùy theo thâm niên làm việc, tương đương với 5 đến 20 triệu đồng. Năm ngoái mức thưởng cao nhất của Pochan Việt Nam là 1.9 tháng lương và trước đó nữa là 2.2 tháng lương theo thanh niên. Công nhân Phu bắt đầu đình công từ trưa 7 tháng 1 để đòi công lý Đài Loan giữ nguyên mức thưởng Tết như năm ngoái. Ngày 9 tháng 1, Phu đã thông báo kêu gọi công nhân đi làm trở lại và cho biết sẽ không thay đổi mức thưởng Tết đã đưa ra trước đó lý giải về những thay đổi trong mức thưởng tết của pucheng ông wu minjin chủ tịch phòng thương mại đài loan đồng nai cho biết công việc kinh doanh của các doanh nghiệp đài loan không được tốt trong năm qua Thêm vào đó, các doanh nghiệp bị buộc phải tuân thủ các biện pháp phong chống dịch cho chính phủ Việt Nam yêu cầu gây ảnh hưởng đến lợi nhuận, CNA đưa tin. Ông Bu nói, ông tin rằng hầu hết các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cho nhân viên, nhưng đại dịch bất ngờ đã gây ảnh hưởng sâu đến lợi nhuận và tiền thưởng. Ông bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ thông cảm cho nhau và chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ tập đoàn Puchen trao đổi với người lao động để chấm dứt tình trạng đình công. Puchen là nhà sản hàng đầu cho nhiều thương hiệu quốc tế lớn như Nike, Adidas, Asics, New Balance. Cambodia và Solomon. Tại Việt Nam, tập đoàn này có các nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tiền Giang.